yên lành. Hôm nay một người chùa Bửu Lâm tục chúng con được sự cho phép của ban trị sự Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chủ trì. Vào giờ này là lễ thuyết pháp, chúng con đê đầu bái thỉnh đường tòa giảng sư Hoan Hỷ Quang Lâm đạo tràng về chuyển dân chánh pháp cho hàng Phật tử con được ân nghiêm công đức. Ngưỡng bạch thượng tòa giảng sư, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện có mặt hôm nay, ngự tại pháp tòa là thượng tòa giảng sư Đạo Hiệu Thích Trí Huệ. Ngài đã đáp lại lời thỉnh cầu của Bồ Tử chùa Bửu Lâm trở về tại đạo tràng nhân ngày lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Lâm. Vì hàng Phật tử mà ngài chuyển dâng diệu pháp ngọc hầu đạo tràng Phật tử lấy đó làm tư lương trên bước đường tu thân học đạo. Và giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm đê đầu cung thỉnh thượng tòa giảng sư Đăng Bảo Tòa. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Bửu Lâm. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện diện ở đạo tràng vào buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta rất là hân hoan ở tại Hàm Thuận Bắc. Chúng ta có ngôi chùa đã lâu và nơi đây thì hôm nay có thầy trụ trì về và được ban trị sự của Hàm Thuận Bắc là đồng ý giúp đỡ cho thầy trụ trì bổ nhiệm trụ trì nơi chùa Bửu Lâm Cung Bình, tức là trụ pháp và trì Như Lai tàng của nhà Phật, trụ pháp Dương Gia trì Như Lai tạng, đó là gọi của trụ trì, tức là một vị trụ trì làm cho pháp Phật trụ ở thế gian này còn dài lâu. Và cái tánh Phật luôn luôn lúc nào cũng được khai mở cho tất cả pháp giới chúng sanh. Và quý vị biết là trong cái buổi tối hôm nay thì sau khi chúng ta chia sẻ giáo pháp xong thì có anh chị em nghệ sĩ đến từ Sài Gòn
để phục vụ cho quý vị vào đêm nay, cũng như là đêm chúng ta mừng một cái sự kiện trọng đại của chùa, đó là chùa Vũ Lâm mình sẽ có một người về đây, không phải là về làm chủ chùa mà về làm dâu, tức là chủ trì như người làm dâu chăm họ, cái gì cũng kêu dâu làm, người mẹ chồng cái gì cũng kêu dâu làm, chứ nên mình mừng á là có người xưng phong gì đây gì làm dâu cho Phật tử, nên đó là những người Phật tử nên mừng. Mọi người không có ai làm dâu nên không có ai để sai, bữa nay có dâu để sai nên chúng ta mừng. Nên cái người chủ trì là phát lên mình một cái nhiệm vụ, một cái sứ mạng của Đức Phật giao phó để chúng ta hoàn thành cái bổn nguyện bản hoài của chư Phật và bổn nguyện của những người xuất gia rời bỏ gia đình trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Có nghĩa là đầu tiên là cầu con đường đạo đi đến quả vị Bồ Đề, sau đó là giáo hóa chúng sanh để cho chúng sanh quay về con đường của Phật Pháp. Như vậy thì người chủ trì rất là có cái nhiệm vụ thiêng liêng đối với nhà Phật và hoài bão của chư Phật, làm cho tất cả pháp giới chúng sanh này được bình an, được an vui, được hạnh phúc. Bởi vì chúng ta sanh ra là mang kiếp sinh thân người, phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tức là ở đây chúng ta bị khổ và chúng ta không có được vui, không có được an lạc. Nên Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ là mười đời Đức Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa, Ngài dạy rằng là ta đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là Đức Phật Ngài có chi kiến Phật, nên Ngài có năm con mắt gọi là ngũ nhãn. Thì ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói là Như Lai có ngũ nhãn, tức là Như Lai có nhục nhãn, Như Lai có thiên nhãn, Như Lai có pháp nhãn, Như Lai có huệ nhãn, Như Lai có Phật nhãn. Do có năm con mắt nên không nhìn mê lầm trong tất cả các pháp. Ở trong tam giới chúng ta chỉ có nhục nhãn thôi, nên chúng ta nhìn mê lầm nên gọi là vô minh, nhận định một vấn đề sai. Do đó chúng ta được an vui và hạnh phúc khi mình nhận định một vấn đề đúng, mình hành động đúng, mình nói đúng, mình việc làm đúng. Đúng gì? Đúng với chân lý, có nghĩa là đúng với sự vận hành của vũ trụ. Do đó mà Đức Phật đến đây để ban phép màu cho chúng sanh, âm thầm đi giữa cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sanh, đó là bản hoài của chư Phật. Như vậy thì con người mình sanh ra để làm gì? Chúng ta sanh ra là do nghiệp dẫn đến, và chúng ta đi là do nghiệp nó dẫn đi. Và chúng ta là ai? Chúng ta là những chúng sanh đi trong những đường sanh tử luân hồi, có cái hình thức và mang theo cái dòng nghiệp. Mỗi khi chúng sanh á mà đi đến một nơi nào đó, nếu mà nhiều phước báo thì họ rất là an vui, mà nếu ít phước báo thì họ bắt đầu đau khổ. Và đi đến nơi nào đó chúng sanh có trí tuệ thì họ sẽ tránh những cái đau khổ, còn chúng sanh không có trí tuệ họ cứ đi vào trong những nẻo đau khổ mà họ biết đó là khổ. Khi cái quả báo đau khổ đến á thì họ mới than, họ mới khóc. Do đó mà Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là Đức Phật đến đây để dạy cho chúng sanh cái cách để chuyển hóa cái tâm mê mờ, cái tâm vô minh, cái tâm phiền não mình, cái tâm chấp trước của mình, tâm ô nhiễm của mình, thành ra tâm trí tuệ có thể tránh
được những cái đau khổ từ xa. Khi chúng ta chưa đến, chúng ta đã tránh được từ xa rồi. Có một câu chuyện ở nhà thiền, có hai cái vị thầy đi ngang sông. Một cái vị thầy ở trước cái mũi thuyền và một cái vị thầy ở sau cái mũi thuyền. Thì thấy người ta bắt cá trên sông á, người ta bao dây bởi lưới bắt cá. Thì lưới bọc bao xung quanh, càng ngày nó càng siết cái dòng vây vào. Để còn nhỏ nhất, rồi người ta lấy cái vợt, ta hớt con cá lên. Như vậy thì lưới bao bọc xung quanh cái sông rồi đó, thì còn có một con cá rất là con, từ ở trong lưới đó đó bay mình đến hư không, nó nhảy ra khỏi cái dòng đang lưới. Thì cái vị ngoài trước mũi hoan hô vỗ tay, hay quá hay quá hay quá. Thì cái vị đằng sau á nói rằng có gì đâu mà hay, đợi người ta bao dây rồi mới nhảy, có đâu mà hay. Cái người hay là người thấy cái lưới đi cái chạy rồi là để mất rồi lấy đầu bao, người đó là người mới hay. Chứ còn ta bao dây vô cái dòng dây rồi mình nhảy ra, mà lỡ nhảy ra không được cái tiêu sinh mạng, phải không? Do đó cái người có trí tuệ họ nhìn thấy cái khổ ở xa kìa, chưa đến đâu là họ đã lo chạy đi rồi, họ tránh khổ rồi. Còn cái người mà trí tuệ ít ít á, họ gia vô đau khổ họ mới thấy đó là khổ, họ mới tìm lối để thoát đau khổ. Còn người có trí tuệ cao tuyệt vời á, thì họ đã thấy từ xa. Trí tuệ ít ít á, thì khi gia vào họ mới thấy. Còn người không có trí tuệ á, ở trong đau khổ mà không biết mình đang khổ, tính đau sướng không à? Đó cái gì? Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, chúng ta đang sống trong nhà lửa, ở trong cái cảnh nó đốt hàng ngày của già, của bệnh, của chết mà mình có thấy đâu. Do đó hàng ngày mình phải đi nhậu, mình hàng ngày đi đánh số đề lộn, hàng ngày mình đi á giành việc cấu xé lẫn nhau, anh em đưa ra tòa, mẹ con á thì giành nhau để chia phần gia sản vân vân. Nhưng mà có biết đâu một ngày nào đó vô thường đã đến, một mai mai một một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, phải không? Biển đời nhiều nỗi gai đó, mau mau lẹ ướt qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cái đó là bài sáng đó, tịnh thế hồng trần. Cuộc hồng trần gửi thân trăm tuổi một kiếp, phù sinh á quý vị lầm lũi bao lần. Do đó người ta có trí tuệ, người ta tránh trước việc đau khổ, ta đi tìm hạnh phúc. Đi tìm hạnh phúc á không phải là mình đi tìm là có, mà có trí tuệ người ta mới tìm ra được hạnh phúc. Tại có trí tuệ ta biết nơi nào đau khổ ta tránh, thì ta đến cái nơi bến bờ của hạnh phúc an vui. Còn không có trí tuệ đi kiếm hoài, kiếm thấy đâu, hạnh phúc nó không có cái để mà ta kiếm đâu. Nó hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc nằm trong tâm của con người, chứ nó không phải nằm ở ngoài tướng ở bên ngoài. Mà cả đời chúng ta mỏi mệt, như bác MC nãy đó nói là đi đi đâu đâu cho đời mỏi mệt, trên đôi vai ta hai dần nhật nguyệt lên. Bác MC nói cái gì? Chúng ta đi tìm hạnh phúc hoài mà cuối cùng có hạnh phúc không? Hay là cuối cùng chúng ta ở đâu? Chúng ta ở trong cái hòm nằm trong cuối cùng. Than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một cảnh đau lòng bi thương, trần gian là chốn đoạn trường, trần gian không có tình thương đâu là, nơi này là bãi trầm ca, nơi này là chốn bôn ba lạnh lùng. Ai khôn á thì tao phùng về Phật, cuộc đời này còn mất ích chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, một lòng niệm Phật việc gì nó cũng nên. Nên nó có nhiều người ta đi tìm hạnh phúc cái gì, tìm hạnh phúc cho mình, tìm phúc cho người. Nhưng hạnh phúc nó đâu tìm? Nó ở chỗ cái tâm giác ngộ. Người nào có giác ngộ người đó có hạnh phúc, người nào có sáng suốt người đó có hạnh phúc, người nào có trí tuệ người nào có hạnh phúc. Mà làm sao có giác ngộ, làm sao có sáng suốt, làm sao mà chúng ta là có thấy biết như Đức Phật được? Cái đó chỉ có con đường tu thôi. Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian.
Tôi đã dồi trao tâm trí được minh quang, tôi đã khỏi dưới bức màn trần tục, tôi là đánh thất nỗi lòng tham dục, làng sắc son nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quá, như số đắng ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để trên linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bạ lợi danh, nó là ngọn gương giết chết quả tim lành, như số đắng ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy bắt đầu ta tu để có trí tuệ, mà có trí tuệ đâu á là hạnh phúc ở đó, chứ không phải là chúng ta đi tìm cái nơi có hạnh phúc. Người thế gian mình lầm tưởng cho đó, nên mình kiếm cái này mình tính ngỡ có hạnh phúc, nhưng tới đi đầu cho ta bất ngờ ta nói, thầy ơi thầy con không ngờ rồi đó kiếm lộn rồi phải không? Và bạn có nghe bài hát không? Tôi đã lầm đưa em về đây để đi trường nghe tiếng thở dài, đó lầm rồi đó. Bây giờ thấy chưa, lầm chưa, tính đâu ngỡ là hạnh phúc nhưng cuối cùng không hạnh phúc. Thầy ơi thầy con không ngờ có nghĩa là lầm rồi đó. Mình trên thế gian này lầm hết đó quý vị, chỉ có trí tuệ người ta mới không lầm thôi, còn không có trí tuệ thấy xanh xanh đỏ đỏ cho mấy nhỏ nó chơi làm chạy vô một hồi á sức đầu mẻ trắng. Lúc đó rồi ta mới than nghe, đốt cái lò than còn than quảng linh không à, mà đốt lên cháy phừng bắt đầu gặp ai cũng than, chứ gặp ai cũng khóc rồi, thầy con khổ quá thầy ơi. Rồi ta bắt đầu đốt cái lò than lên than nha, ông chồng con làm cho con khổ, con làm cho con khổ, cái này làm ăn không được đấy, hồi bị dịch đấy rồi, cái này đau quá, bệnh gì mà bệnh hoài, bắt đầu than khổ quá trời khổ đó, cái gì như vậy. Hạnh phúc có đâu, hạnh phúc có khi trong tâm mình có trí tuệ đó, cái gì mà trong tâm mình có trí tuệ mình phải tu đó, như vậy đó. Tu thì mình phải làm cái gì đó, cái gì để mình có cái hạnh phúc ra trong con đường tu tập. Thì vào tối hôm nay chúng ta trên cái bình diện của một cái người cư sĩ thôi, chúng ta tu tập thì chúng ta chỉ làm có năm chữ thôi, là đầu tiên ta làm có năm chữ thì mình sẽ được cái hạnh phúc an vui đời này qua những đời khác, quý vị. Như vậy thì tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với đề tài này, với đề tài được mang tên năm chữ làm nên hạnh phúc. A Di Đà Phật. Vì năm chữ gì làm nên hạnh phúc? Quý vị, trong kinh Nhân Quả thì nghe Đức Phật dạy biết tội không làm là hạnh phúc đó, biết ước gắng cố gắng làm đi hạnh phúc mới kéo theo sao. Thì thứ nhất là chữ tội không, thứ hai là chữ phước không. Trong kinh Nhân Quả thiện ác Đức Phật dạy có ba loại phước báo. Lớn nhất đầu tiên là đúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là hiếu thảo cha mẹ. Vì cái chữ thứ ba đó làm nên hạnh phúc là cái chữ biết hiếu thảo với cha mẹ của mình đó. Thứ tư là cái chữ nhẫn. Quý vị, ở trong Phật học phổ thông Hòa Thượng Điện Qua đã trích đoạn: nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn quả cũng không còn, nín thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên, có vui chưa? Cái gì đó là chữ nhẫn. Cuối cùng mới là chữ hòa. Cái gì Đức Phật có dạy tới lục hòa là đó, ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn á, có dạy là tất cả nếu ai mà giữ được cái chữ hòa thì nơi đó sẽ được an ổn, nơi đó sẽ được an vui, nơi đó sẽ được hạnh phúc. Nên chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi, nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì bạn đời trong hạnh phúc. Gắn hòa ha. Như vậy có năm cái chữ mà làm nên hạnh phúc. Thứ nhất là biết tội, thứ hai là làm phước, thứ ba là báo hiếu, thứ tư là nhẫn nhục, thứ năm là hòa kính. Chỉ có năm chữ đó ai làm được đời đời an vui, đời đời hạnh phúc. Như vậy thì biết tội là gì, nào quý vị, tội là gì, phước là gì? Đức Phật thuyết ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nếu ai mà làm ác thì người đó bị tội,
Mà nếu ai làm thiện á, thì người đó có phước. Như vậy mình biết tội là gì? Là mình biết được cái ác. Cái ác là gì? Cái ác tức là mình làm đau khổ cho các loài chúng sanh, là cái ác. Đau khổ bởi thân mình làm, bởi cái miệng của mình nói, bởi cái ý của mình nghĩ hại người ta, đó là làm ác đó, cho các loài chúng sanh. Chúng sanh á, thì có bốn cái loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ cái bào thai á, ví dụ như con người, con chó, con trâu, con bò, con chuột, sanh ra từ cái bào thai gọi là loài thai sanh. Loài nõn sanh là sanh ra từ trứng con vịt, con vịt, con gà, rồi con rắn, con cá sấu, vân vân, là sanh ra từ trứng con thằng lằn đó chứ, sanh ra từ trứng đó gọi là loài nõn sanh. Quý vị có ai ăn cái vịt lộn rau răm muối tiêu chanh không? Có không? Học nha, vịt lộn muối tiêu chanh ngon dễ sợ luôn ha. Quý vị ăn vô đi rồi mai mốt cái bao tử mình nó nổi lên mấy cái mục ung thư đó. Rồi lúc đó mới than: thầy ơi, thầy cũng cao quá thầy ơi, ai nhà đâu nhìn trọng đóng một vịt lộn trọng. Quý vị ăn ngày 6 trứng 6 trứng 6 trứng. Quý vị ăn chục ngày 60 trứng, 100 ngày 600 trứng, 1000 ngày 6000 trứng, 6000 cái mạng con vịt người ta trong đó đó. Đó quý vị, rồi không bà đau là ung thư cái bao tử cũng ổn. Nên xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, ví như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao. Cái bụng của mình là cái vị tỳ đó, chứa xác ở trong rỗng không, vô muôn trùng vạn trạng. Mình kiểm tra ở trong bụng của mình là cá lóc nè, cá rô nè, thác lát nè, thằng lằn nè, rắn mối nè, hộp vịt lộn nè, gà nè, vịt xiêm nè, gà ác, gà che, gà cò, gà đủ chín chồng, bò lúc lát đồ ở trong, heo nữa chứ, dân bụng dê nó tái nạm gì đủ chồng hết trơn. Gì trong cái bụng của mình á, giết biết bao nhiêu con, ăn miếng thịt bò thôi. Sáng sớm mình kêu bò tái nạm nha, đi ra cho có bún bò đi, chết con bò ta. Không chết con bò sao có tô bún bò? Đó, quý vị thấy chưa? Một ngày mà tô bún là ngày con bò đó, ngày tô bún ngày con bò đó, nhiều ngày mình trồng lên. Quý vị có coi cái kinh là kinh Địa Tạng không? Mẹ Bà La Môn Nữ đọa xuống dưới địa ngục bởi vì bà ăn con cá trạch con á, giống như cá lồng rồng vậy đó. Bữa ăn cá trạch con, cá lồng rồng con, kho tiêu nha. Cá trạch con, cá lồng rồng con mà kho tiêu nha, rồi để chút mỡ hành rồi vô ha, ăn ngon lắm. Ngày vậy đó mình ăn chừng 200 gram thôi, cỡ chừng trăm ngoài con vậy đó. Cái ngày trồng lên ngày, trồng lên ngày, trồng lên ngày, trở thành một cái núi xác con cá con. Lúc đó nó đủ lớn để cho đọa ác xuống địa ngục. Con cá nó chết nó khổ không? Mình muốn biết nó khổ hơn cái mình nảy mình bắt cái chảo lên mình nhảy cho mình kho mình đi, rồi mình thấy nó khổ không? Còn đằng này á, con cá tươi nha, nó nhảy bịch đây nè, mình nhảy vô mình kho ăn mới ngon. Còn cá chết kho nó ngon. Quý vị thấy không? Nhất là tội nghiệp cái con tép đó, về miền Tây thấy mấy con tép nó uống cốc nha, bắt đầu đem cái chảo lên dở cái nắp lên, thảy vô nó chảy trong thảy cái nắp lại, nó búng là rô trọng chân á, đúng nó búng nó văng ra để nó thoát thân á quý vị. Nhưng cuối cùng cái nắp đậy lại rồi làm sao thoát, rồi một chút đem ra con nào con nấy đỏ hực nha, nằm lên ăn ngọt rớt ngon quá ngon. Quý vị, một con đứt mạng, con đứt mạng thấy không? Còn cá lồng rồng mà vớt lên nhảy bung lên để vô đầu kho tiêu nha, lấy nước mắm rồi để vô nha, kho đầu kho hứt nha, rồi ăn con mạng ngon á. Cái miệng của mình chất chứa các ân quán về sau, chất chứa cái nhân quả. Trong cuộc sống này luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Nên quý vị biết nhân quả, dân ăn thì ngon cái miệng mình,
Nhưng mà mình ăn một con, sau này mình tái sanh vào một con, ăn con, tái sanh con, ăn con, tái sanh con, ta ăn lại, bắt đầu ta nhai lại nha. Quý vị thấy không? Ở trên mạng internet, cô gái Hàn Quốc ăn nguyên có con mực nha, chấm vô muối tiêu chanh, vỏ họng nha, mấy cái ngoe con mực nó phá vô cái miệng nè, phá bò. Ăn gì mà ăn, ăn gì cái kiểu đó. Mai mốt mình cũng làm con mực, nó cắn cái xịt mực ra, đồng ăn nuốt cái kiểu đó đó. Rồi mình mới than, nó đau quá thầy ơi, đau quá thầy ơi, trời nó cắn bể mình, bể mẩy trong mình. Hồi xưa mình cũng cắn người ta vậy đó, bây giờ ta cắn lại quề nghe. Em thấy chưa ha? Nên bây giờ á, mình sống mà có đau khổ chút xíu đó quý vị, là tại vì trong kiếp trước đó, mình đã từng làm đau khổ cho người ta cũng y vậy đó. Lực nhân quả chạy đường nào khó á, quý vị, vậy trời không khỏi nắng à. Lực nhân quả mà vốn dĩ công bằng, lưới trời đi động mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài làm đi. Nên á, ta thấy ác là người ta thấy tội, nên ta gọi là tội ác. Vậy thì làm ác là làm tội. Làm tội thứ nhất bị quả báo, thứ hai làm tội bị ân quán, bị quán kết. Ví dụ như mình làm ác, mình hại người ta cái quý vị, biết sao người ta hại lợi mình là chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái người mà mình hại người ta đó, ta đem lòng ta quán hận, quán thù, ta theo ta báo quán hoài, không có bao giờ mà sống được hết. Quán kết mà, quán kết nhất là giết mạng của người ta đó. Nên đó mình đã là sát sanh, nó chặt con này chặt con kia nha, ăn nó ngon lắm, nhất đám cúng cơm hay đâm con heo một cái, ồ bữa nó dậy dễ dậy quá dậy, nó kêu nó la, nó dậy nó khóc, nó thảm thiết, nó la trời ơi trời sao đâm tôi rồi ha, mà không ai phiên dịch ha, ta phiên dịch tiếng người chứ chưa ai thấy phiên dịch tiếng thú. À, chứ nếu có người nào ha mà có cái viên ngọc mà phiên dịch tiếng thú ha, lúc đó mới nghe mấy con nó trước khi chết nó kêu thảm thê lắm. Quý vị có coi phim, coi chuyện 1001 cái đêm không? Trong chuyện 1001 đêm á, có ông Hướng Thương ông đánh vợ á. Ông Hướng Thương á, là ông đi sang, ông mới cứu vợ của ông rắn. Mà ông rắn á, là ông rắn đầu đàn. Nó mới cho ông cái viên ngọc, đó là có viên ngọc thú. Ông ngậm vào trong họng á, ông nghe được tất cả các loài thú nói chuyện. Hay chứ, quý vị, bởi vì cái viên ngọc đó mà bán đâu mình đi mua một viên tặng. Về mình đi phiên dịch tiếng thú à. Hồi xưa đó, bây giờ mình đi phiên dịch translator ra là phiên dịch tiếng Anh rồi nha. Rồi phiên dịch tiếng Chinese rồi, bây giờ mình chỉ phiên dịch tiếng thú. Con bò nói hay sao, con vịt nói hay sao, con ngỗng nói hay sao. Ông ngậm cái viên ngọc đó vô, tự nhiên ông phiên dịch được tiếng thú à. Nói nghe hết trơn nha. Sáng sớm ở nhà ổng á, có nuôi con chó và bầy gà. Bà vợ ổng làm gì không biết, ổng buồn nên ngồi trước cửa, ổng ngồi đây ổng bồi buồn. Con gà thì có cả chục con gà mái, có một con gà trống, nên sáng sớm mở cái bầy gà, cái con người gà trống nó gượt con nhà mái, con gà trống nó gượt con gà mái, nó chạy ào ào gà mái đó, gượt gà trống, viên gà mái, gà trống nó la táo vậy. Mình nghe là táo vậy á, là mình đâu biết nó nói cái gì, phải không? Như vậy mà bữa hổm cái báo tuổi trẻ cười, người ta dịch được cái tiếng của con gà mái mà bị gà trống gượt nó la đó. Nó nói là ai mà biết con gà mái mà nó la được cái tiếng gì đó, ai mà nói được tiếng hay nhất thì nó giải thưởng cái gì. Người này nó chửi, người kia nó mắng, người này nó nói con người nói nha. Đã là mày tại sao mày gượt chậm quá. Vậy mà được giải thưởng đó cái gì. Nên ông Hướng Thương ngồi nghe, ổng nghe con gà mái nó la con gà trống, tại sao mày chạy chậm quá, vượt ổng chạy vào trước, ổng chạy trước ổng chửi lên gà trống, nó lên tại sao mày vượt mày chậm dữ. Như vậy thì con chó nó ngồi cạnh ông chủ, nó thông cảm với nỗi buồn của ông chủ. Nó nói anh gà anh vô duyên quá à, ông chủ ông buồn vậy mà anh còn chạy vượt vòng chạy giỡn gì nữa. Nói chung là cái câu chuyện đó là dài lắm, mình kể tới đó thôi. Như vậy thì chúng ta thấy á, là các con vật mà trước khi chết nó kêu la thảm thiết, có nghĩa là nó đang nói chuyện đó, nó đang nói chuyện đó, nó rên, nó năn nỉ mình đó, anh tha cho em cho anh con heo á. Nó bắt lên nó la, trời chắc xíu đưa chết anh tha cho em cho anh. Cái ông kia, hai ông nói chuyện, bây giờ ta đâm cái ngọt cho mày coi nha. Bắt đầu á, ta đâm cái ngọt. Bởi vì gì, dưới quê bữa trước gặp mấy người ta làm gà làm vịt đó,
cũng trẻ trẻ ha, ba mấy tuổi không nhiều đâu. Một cái chân phải á, đập hai cánh con vịt, chân trái á, đập hai cái giọt vịt, cái tay trái á, lật ngổ vịt lên, cái tay phải á, bắt đầu nhổ lông ta đó. Có vịt bây giờ thử tóc mình nhổ thêm cái nhổ, không chích thuốc tê, không chụp thuốc mê nha, nhổ lông vịt lên, nhổ rào, lấy cái dao cứa cái máu phun ra ào, lấy cái da trắng lại. Mình thấy cái cảnh con vịt nó kêu cạp, nó la trời đau quá, nó than là đau quá. Bởi vì có người nào phiên dịch được cái tiếng đó kìa, người ta mới dừng lại, người ta không có giết quán than đó, có gì cho các loài. Nên trong kinh trong sách đó, chư tổ dạy con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quán tự thân, học đòi theo Phật thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay đó. Nên mình thấy mấy cái cảnh đó rồi, mai mốt mình cũng y chang vậy đó, mình giết con nào á, lỡ đi trong những kiếp sanh tử luân hồi sanh ra cắt lợi, bởi vì mình làm ác nhé. Nên mình lừa người ta, kiếp này ta lừa lợi, mình phản bội người ta, kiếp này người ta phản bội lợi. Nên làm gì làm đừng phản bội người ta, nhất là phản bội tình người ta đau khổ lắm, cái gì phản bội mình đau khổ. Ở dưới Sóc Trăng có cô Phật tử gọi là đố thầy với người Phật tử, cái người phụ nữ khổ nhất là cái gì? Là dễ ở cái gì có ai đâu. Người phụ nữ khổ nhất không có tiền, nó xài. Người phụ nữ khổ nhất xấu, khổ là xài. Mà nói hồi khổ xài chơi không thấy gì giống vậy nha. Thế thôi giờ thầy thua đó. Người phụ nữ khổ nhất là gì? Cổ nói là người phụ nữ khổ nhất là chồng với con thôi, chẳng có gì chứ. Mỗi khi ông chồng á, quý vị mà theo vợ bé, cái nói về vợ ở nhà giống hệt như bà Cùng. Nói lãm nhảm. Nói thiệt. Ở bên Bình Chánh á, gần chùa thầy, có cô Phật tử, hai chồng cũng đi chùa đó. Vậy mà cổ nè, cổ ghen cũng là thuộc về em của Quảng Thư đó, em gái út của Quảng Thư đó. Trong chuyện triều của Nguyễn Du á, tác phẩm là Kim Dân Triều Chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân á, Nguyễn Du dịch ra đó, chuyện thể cổ ghen mà ghiềm ông chồng sát kim sát nút vậy, cuối cùng ghiềm cỡ nào ghiềm cuối cùng có vợ bé không, có con rơi, có gì tin không? Bởi vậy là người ta đã quyết chí quyết lòng rồi, không có kìm được làm nữa. Ở trong công viên Lê Thị Riêng, cái cô kia có gì là cô ruột của Quảng Thư, ghen chồng là hết mức hết nói luôn, chối tay chối chân mà không có dịch bên luôn đó, vô toilet còn canh ngoài đó, ta biết rồi đó. Từ ghen ở đó nhất là sát luôn, nhất cự ly nhi cường độ mà nhất không cho hở lúc nào chứ đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng 30 năm sau ổng có hai đứa con rơi cái chỗ nào người ta không biết, cái chỗ nào rơi chứ ổng kiềm sức kiếm chứ, mà sao rơi được hai đứa đó quý vị. Nhưng cuối cùng rơi chỗ nào, sáng sớm ổng đi ra công viên cũng chạy có nửa tiếng đồng hồ thôi, cổ thì mập như cái thùng phi, sao chạy nổi theo ông chồng. Nên nó ở nhà không đâu dám chạy, ông chồng thì cũng muốn chạy, ông chạy nửa tiếng đó, mà 30 năm rơi hai đứa, có nửa tiếng thôi. Và buổi sáng ta điều tra ra mà, thám tử sờ lắp hôm ta điều tra ra mà, cái gì thấy không? Và do đó mà mình có giữ cỡ nào giữ cái gì, bắt đầu nghe ông chồng có hai đứa con rơi rồi, cổ xỉu nhất định lên máu chứ, xỉu chở bệnh viện liên tục, lên máu 17, 18 mà uống nha. Người ta uống một cái viên á, là Cactorin thôi, một ngày một viên ngọt thôi nha. Cổ uống một ngày hai viên, còn mà thủ ở trong túi một nắm Adalas để cho lưỡi á, cho nó xuống cái huyết áp đó quý vị. Trời ơi, khổ dữ lắm. Cái thùng phi vừa lăn vừa thấp. Bởi vậy ta là hồi trước á, phải khi mà kiếp khó đi là được rồi. Kiếp khó đi là tập thể dục rồi đó. Ăn, ngủ cho nhiều, chạy theo chồng không nổi. Nên á, là không có thích ghim. Do đó mà ta chạy cái môn marathon ta chạy môn marathon là tiêu mình. Ổng thấy cái điểm yếu của bà vợ gọi là gót chân của Asim đó, là bà vợ mập quá sao chạy theo. Lấy đó sáng tập thể dục mà không có phương pháp dưỡng tạ rồi, nên phương pháp đó là chạy thôi à. Vâng, sáng sớm là ranh đêm nha, ranh vòng cái là lê thị liên phạt chạy vòng cái là nguyên một cái chu vi rất là lớn, thì làm sao chạy theo nổi. Đó vì người ta có cái điểm yếu, cứ chọn trên điểm yếu đó là thành công rồi. Nên chúng ta mới thấy mình phản bội người ta khổ lắm quý vị.
Có nhiều người ta điên luôn. Có nhiều người á, ta nhảy cầu nhảy lầu, quý vị tin không? Nên đó mình phản bội người ta, ta đau khổ lắm. Ác đó. Nên Đức Phật cấm giới thứ ba, quý vị thấy tại sao Đức Phật cấm giới thứ ba? Là tại vì cái giới thứ ba mà mình phạm vào đó thì nhiều người đau khổ lắm, phải mình đâu. Mà bà vợ đau khổ nè, bà vợ bé đau khổ, bà vợ lớn đau khổ. À, rồi mấy đứa con nó tan đàn sẽ nghe nó đau khổ nữa. Nên đó Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh là kinh lễ bái thập phương á, kinh Thiện Sanh. Ở trong đó có dạy cái bổn phận làm vợ làm chồng trong kinh Thiện Sanh. Quý vị về sạch Google, biết Google. Tiến sĩ Google. Vô đó sạch lên cái gì cũng có. Đó quý vị, nếu không có thì vô Google Scholar. Google Scholar là cái kho sách. Ở trong đó mình phải mua nha, cuốn 25 đô vậy, cuốn nào cũng có. Nhưng mà thường thường sách tôn giáo á, thì vô Google bình thường thôi là có rồi. Vô Google mình search ra, trong đó bài kinh là lễ bái lục phương. Trong đó có để bổn phận làm vợ làm chồng. Người chồng á, thì có 5 bổn phận với vợ. Người vợ có 5 bổn phận với chồng. Trong đó cái bổn phận là thứ tư Đức Phật dạy là không có được ngoại gì? Ngoại tình, nó cho chồng bắt tay. Hay. Tính đâu không có được ngoại giao chứ, không có được ngoại tình. Đó quý vị, tại vì ngoại tình ta khổ dữ lắm. Đó, ta khổ dữ lắm nên không có được ngoại tình. Giàu quá là có mơ ra tưởng tới thí kiều thí danh khuôn trang đầy đặn nét ngày nở nang. Đó quý vị, nói khuôn trang đầy đặn nét ngày nở nang. Mới nhớ con cô Phật tử, ông này chắc là ông họa sĩ chết đầu thai không? Ông vẽ dữ lắm. Ông vẽ cái này, ông vẽ kia bữa đó nè. Cái con người cô học chuyện kiều á, đó là trăng đầy đặn nét ngày nở nang quá, cười ngọc tốt con trang. Cái đằng này ổng vẽ thí kiều nha, ổng nghe cái câu thơ mà ổng vẽ được thí kiều á, ổng mới có bơ 5 tuổi hả? Mọi người nhìn thấy không, chắc cái này là Beethoven hay gì, chứ biết về cái nhạc hả, cái gì ông gì mày giỏi gì họa sĩ nha. Vậy Leonardo Vinci hả? Đó, giỏi họa sĩ đó, chắc tái sanh là ổng không vẽ. Nghe thí kiều nó khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở nang, ổng vẽ ta nguyên cái mặt trăng đây nè. Cái mặt của ông ta vẽ cái mặt trăng nó tròn như mặt trăng này tròn nữa, đó gọi là ông mặt trời, đâu phải thí kiều đâu. Nó nói vậy chứ khuôn trăng đầy đặn mà. Trăng đầy đặn là trăng 16, trăng 16 mặt thí kiều trồng gió nè. Nó trồng gió thì sao đẹp. Nên nó cũng khổ. Khổ nhất người đàn bà bị ta phản bội. Khổ nhất người đàn ông bị ta lừa tình. Rồi, xong. À, bởi vậy thủ đức. Ông xuống mà râu tóc, ông tùm lum hết trơn. Hỏi anh nhiêu tuổi vậy? Là em năm nay 28 tuổi, thầy là trời. 28 tuổi mà nãy giờ tôi nhìn tôi thấy giống 82 quá vậy. Vì đâu râu không cạo, cái tóc không cạo vậy trơn. Giống cho ông hát bài lá diêu bông quá vậy. Đâu biết không, bài lá thì bông cũng giống hệt vậy đó, cũng bị người yêu phản bội vậy đó. Mới hát cái bài lời su buồn nghe mênh mang vậy đó, như bông có trần tiếng á. Họ biết sao, bà vợ không phản bội không? Chiều chiều có ông kia đi ngang ông ngồi nhậu mà trước đó, ông kia đi ngang hỏi sao buồn quá vậy, em đi lên làm hồ mà nó ăn cắp mất giấy tờ của em trên. Em không có chỗ nào ở trên, em đi lang thang, em kiếm chỗ nào, em rượu với em ở đêm nay gốc cây. Là thôi, em mà đi vô, uống rượu với anh chút xíu đi. Buồn ta uống mình. Rồi uống hồi cái trà dương tủ hậu mà hai người kết nghĩa anh em, cho vô nhà ở. Cái gì ở là 3 năm phất lên, không lấy tiền lương luôn, anh cứu em. Em giúp phát, lấy tiền lương anh, anh chuột. Em không lấy tiền anh vô. Anh, nhưng cuối cùng lấy ai biết không? À, hay quá ta, cho chồng bắt tay. Mà bà vợ bán ngu cái gì mà ngu quá trời, biết ăn cái gì mà ngu. Lòn cho tiền sao? Không phải. Lòn đưa giấy tờ sang tên qua công chứng hết chân cho cái ông người yêu đó. Mới ghê chứ ông này cũng dữ dội chứ không phải chuyện chơi nha. Bà vợ nói chứ ông chồng. Có thiệt ra anh thương em mà anh không có chứng minh. Hỏi chứng minh sao? Cho em đứng tên tài sản riêng hết đi. Em mới nói anh là chung thủy cho em. Ông tin là thôi ở vợ có con mà không có gì đâu. Đi ra tài sản riêng hết cho người ta, cô này sẽ ăn hết cho công kia. Trời, ở gì?
ở mình thấy chữ tu đúng 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 không phải đúng 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 bởi chứ đi về với miền Tây, đi đám với miền Tây á, đi với ông thầy bạn huynh đệ, hai ông đang ngồi xe gặp lại mà đổ xăng, thấy bà vợ bà đánh ghen ông chồng, ông chồng hiền gì đâu luôn á, ông ra đánh ghen ông chồng, ông chồng té xuống gì đó mà phải lên lối trên này xuống chỗ nha, ốc ốc ốc, rồi ông thầy bạn ông ngồi kế bên, ông là hên quá ông ơi, hỏi sao vậy, tôi với ông đi tu chứ không đi tu chắc bị nó xuống chỗ vậy mày. Hên quá hên. Bởi vậy đi tu không đi tu là bữa nay xuống chỏ cái chừng ba cái thằng ta mọc người ta xuống chỏ không sao, còn mình ốm ốm cái này xuống chỏ có mua mà ná thở thôi. Hên quá đi vô chùa à, mà hai bát nhã ba la mật ra tâm kinh cho nó chắc ăn hết chưa. Do đó cái tội là gì, làm đau khổ cho người ta bằng cái lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng việc làm đau khổ tất cả các loài chúng sanh đó là tội đó. Nên mình lời nói ra thịnh nộ tội thay, mình nói ra gì mình phải giữ lời, mình nói ra gì mình phải giữ ý, mình nói gì có cảm giác người ta là sao, tức là cảm xúc người ta. Ta có hai loại cảm xúc, con người ta có hai loại cảm xúc. Nếu mà cảm xúc tích cực á thì là rất là tốt, cảm xúc tích cực là cảm xúc thỏa mãn, còn cảm xúc không tích cực là cảm xúc không thỏa mãn. Cảm xúc thỏa mãn là cảm xúc tốt đó, mình nói ra một lời người ta có cái cảm xúc trong cái lời nói của mình, cảm xúc không thỏa mãn. Nếu mình nói lời sao cho người ta thỏa mãn, tức là nói sao cho nó vui, nói sao cho nó ngọt ngào, nói sao cho nó đẹp đó, vân vân. Nên ông bà mình thường nói lời nói ta mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, vừa lòng nhau tức là thỏa mãn đó. Đó cái gì mà ta đã có cảm xúc tích cực rồi, cái gì nó cũng được, cho nên là an ổn, là tươi đẹp, là hạnh phúc, là an vui, là cảm xúc tích cực đó. Cảm xúc tiêu cực là cái cảm xúc không thỏa mãn. Bởi vì mình về nhà cái gì nè, nó gặp bà vợ mặt mày như đưa đám ma, có nhiều cảm xúc nó tuột từ trên nóc nhà tuột xuống tới dưới sàn rồi còn gì nữa đâu mà vui, phải không? Còn gặp về tới nhà vợ niềm nở đón tiếp hỏi han này nọ, rồi dẫn xe vô này nọ, đến cái khăn nóng đập đi đá chăn rồi cho chồng uống, sau khi làm mệt cảm xúc nó dâng dạt vào lên tới tầng mây trắng. Có việc làm ta vui liền, có việc ta niềm vui, có nhiều cách ta niềm vui, tức là ban cái cảm xúc mà gọi là cảm xúc tích cực cho người khác đó. Nên mình nói cái vậy nói đó, mình nói cái hành động, ý nghĩ cái việc làm của mình làm vậy đó là tránh các điều ác đó. Như vậy thì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy đó, cái gì chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác đi hãy làm các điều lành đó, cái gì nên á, cái thứ nhất á, cái người mà biết điều ác, bỏ các điều ác, kiểm soát được điều ác đó, cái gì người đó sẽ được hạnh phúc. Thứ hai á, làm các điều lành, làm các điều lành tức là làm phước, tác phước, bòn phước, mót phước. Đó quý vị, phước là gì? Phước là mình làm cho người ta được an ổn, an vui. Cụ thể trong nhà Phật phước là gì thầy? Phước là bố thí cúng dường chứ là gì? Đó không có gì, bây giờ mình nói tổng quát là làm cho ta an vui. Mà an vui làm sao? Vậy thì bố thí cúng dường là chắc ăn hết là có phước đó. Bố thí là gì? Bố thí là mình thương yêu mình cho người ta. Cái gì gọi là bố thí? Bố là rộng khắp, thí làm cho. Cái gì thường thường á, mình á là cháu của chùm sò, là con của chùm sĩ. Cái gì biết chùm sĩ, chùm sò không? Từ này từ miền Tây nha, trong cái biển ngao sò hết tác phẩm văn học à. Nên á là có cái nhân vật gọi là nhân vật chùm sò. Nhưng con đâu nghe nhân vật chùm sĩ thầy. Chùm sĩ là người tính kỹ hơn chùm sò. Mới gọi là chùm sĩ nên á là chùm dữ lắm, đứt rít ông ra đó, mà chỉ cho người ta cho ông ra. Nên cái người nào mà giàu sang phú quý trong đời này là đời trước cho người ta không đó. Đó quý vị, cái người nào mà giật nợ giật hụi, tao giờ làm ăn mày cầm cái nón lá làm cái cây đần chúng ta, ngồi cái ngã ba đường hát cái bài tiền khô cháy túi của ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà đó quý vị, đó đó người này là giật của người ta không đó quý vị. Còn người cho người ta không á, lên xe xuống ngựa. Nên người ta giàu á, người sanh ra ở nước Brunei rồi á, đó quý vị, vàng không, sanh ra mà tới đeo vàng kim cương mà nhỏ sợ, kim cương mà đeo á là trên cổ á mà biết nó bị cong cái lưng luôn.
Còn mà vàng mà đeo biết nó sụi hai bên tay luôn, nó nặng quá. Đó, vàng 24 những sanh nó sợ đeo vàng đeo kim cương, nó sanh ra cái nhà vậy đó. Còn mình á, sanh ra đeo nhẫn cỏ. Kiếp trước có làm phước, không cho có tặng gì ai hết trơn á. À, quý vị, phước đức đấy vẫn còn muôn thở ti vô hình, đừng ngỡ rằng không. Chết đi mang theo cái gì quý vị biết không? Mang theo cái mình không thôi, mang theo tội với phước thôi. Mang theo tội bị đọa mang phước được sung sướng. Vậy mà không chịu mang theo, đi gom góp cất vô, cất vô, gom góp cất vô, gom góp cất vô, chết để lại cho người ta. Tội mang theo. Nên biết Phật dạy cho người cư sĩ, tiền làm ra phải chia làm 4 phần, con tin đàng hoàng này nghe. Cái thứ nhất á, tái đầu tư. Là mình làm á, phải tái đầu tư lại, làm vốn, bỏ vốn để đầu tư lại cho nó trường tồn. Cái thứ hai á, là đóng thuế cho nhà nước. Mới có cái cơ sở công cộng mà đi lại được chứ. Dịch vụ công cộng nó đóng thuế nhà nước. Thứ ba, là chăm sóc cho cha mẹ. Phải có một phần tiền chăm sóc cha mẹ của mình. Thứ tư là bố thí cúng dường. Đức Phật dạy tiền mình chia ra là 4 cái túi, 4 cái ví gọi là 4 cái túi, 4 cái ví gọi là 4 cái kho, 4 cái store là 4 cái kho chứa nó chậm. Tiền chia ra là 4 cái rõ ràng luôn. Nên phải có biết cho. Đó, cái gì mình cho người ta cho lại mình, đó là tương tác. Tương tác đó, tương tác trong vũ trụ, tương tác với nhân quả. Mấy em mà nhỏ nhỏ này học định lực ba điều tên không? Ông điều tên, ông ngồi một trái táo rớt xuống đó. À, ông Steve Jobs lộn lên cắn cái thảy giữa máy tính cho nổi tiếng, thấy không? Bởi vì ai mà liên quan tới trái táo là nổi tiếng, bởi vì mình á là suy nghĩ. Ông điều tên á, người Anh, ông nằm dưới gốc cây, trái táo lọt xuống cái bình, ông tìm ra trường dẫn và hấp dẫn. Ông nổi tiếng thế giới. Ông đi chớp lượm cái táo cắn cái thảy máy tính với cái iPhone này mình nè. Đó quý vị, làm lên á là hãng iPhone á. Apple là cái táo. Đó hãng Apple. Nên á thầy cũng muốn làm gì liên quan tới cái táo, không còn là nước uống nước táo ép không. Fresh peel nước táo ép. Đó gì? Để coi mình thử có táo có làm gì không. Ai nhà nó tốn tiền không thấy gì. Bởi vì mình cũng khổ. Người ta lượm trái táo, người ta làm nên chuyện. Còn mình uống nước táo sao thấy nó chưa có nên chuyện gì. Mai mốt mình chặt nửa trái táo thử coi sao. Nên cái phước á, là chỗ mình làm giúp cho người ta đó quý vị. Nên bây giờ còn phước giúp phước cho người ta đi. Vậy cho người ta đi cúng dường. Tôn kính tam bảo cúng dường. Đó là phước báo. Mình tội nghiệp người ta, mình thương người ta, từ bi cho người ta, đó là phước báo. Nên san sẻ cho người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Con Phật nghĩ tới chỗ này, nên có cho đi chết đi, không phải lợi người khác. Đã nên trong phương ngôn có câu, sáng sớm ra lật lịch này không phải lỡ tù đâu nha. Lật lịch này là sáng sớm mình gỡ lịch nhà mình á. Gỡ lịch trên đó nó có mấy câu hay trên lịch á. Học qua lịch, ta học qua internet, mình học qua lịch sáng sớm. Lên lịch học cũng đây nè. Cái gì mình xài sẽ hết. Cái gì mua sắm sẽ để lại cho người khác. Cái gì cho mới là cái của mình. Trang trên lịch đó. Học được hay không? Đó, trên lịch học nhiều câu hay lắm. Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương trên lịch. Không nên học trên lịch. Bây giờ những câu hay gì. Nên cái gì cho mới là cái của mình. Cho đem lại phước báo cho mình. Nên mình tại sao mình không cho? Tại sao không cúng dường? Tại sao bố thí? Cúng dường là mình cúng dường cho tam bảo. Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông trong ba việc ấy thế gian nên làm. Cái đó là xuất phát từ đời nhà Trần, đời nhà Lý. Hai đời là Phật giáo là Quốc giáo. Đời nhà Lý, Lý Công Uẩn lên ngôi năm 1009, dời ngôi từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Đó quý vị, suốt tồn tại 425 năm đời nhà Lý với đời nhà Trần. Phật giáo là Quốc giáo. Nên nó là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông trong ba việc ấy thế gian nên làm. Có nghe làm để có phước. Có phước ở đâu có quý vị, nó nhẹ nhàng thanh thản cái đó hả.
người ta không có phước cái rồi quý vị nó khổ dữ lắm. Người ta có phước cái gì cũng được, phước cái đẹp gọi là phước thân tướng, sống dài là phước thọ mạng, nói ta nghe phước quyền lực, rồi an ổn là phước sự an ổn, vân vân. Như vậy là có nhiều cái loại phước báo khác nhau. Là cái gì có phước mình tạo phước đó, mình cho mình tặng mình cúng dường tam bảo. Quý vị nên ai có 10.000 rình rình cúng dường 5.000 cho người ta 3.000, còn gói 12.000 mình ăn cũng được, không sao chứ. Quý vị nhẹ nhàng thanh thản thôi, có phước nó độn dưới chân mình, nó bao bọc xung quanh mình, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Cái người có phước báo bệnh nặng coi như chết rồi đó quý vị, nhưng cuối cùng có người ta cứu sống, quế nhân phù hộ. Nên đức trọng quỷ thần kinh, người có phước báo rồi đó quý vị, xung quanh chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho mình, là người có phước. Mà không có phước, cái một gọi là tổn phước, gọi là hết phước, gọi là đức phước, gọi là mạt phước rồi đó, là thôi rồi, là thôi rồi, đụng cái gì đi nó thậm chí đi chích ngừa cũng bị chết. Mô Phật, cái này nhằm khi đụng đụng chạm nha quý vị, cái này nhằm khi đụng chạm, thôi thôi bỏ câu đó, bỏ câu đó khó quá, bỏ qua nhằm khi nên cái phước của mình nó có làm gì cũng được, mà cái gì mà không có phước không làm được. Phước sao bố thí cũng vừa nên ta xây chùa rồi nè, lâu lâu cái mình góp vô hết, lâu lâu góp vô hết. Rồi thấy bà năm bà sáu bà tám gì xuống trên xuống dưới, bệnh tật mình diễm có gì đó mình đi quyên góp cho, có cái buồn cái mền gì đó anh chó, tiền bạc nó anh chó nhiều quá gì, nhiều quá không làm gì chứ. Chứ tổ còn khuyên đó, mình á đồ vật chất sinh đình tao xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sáng càng nắng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đảo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung là như nên thôi cho tặng ta đi quý vị, sống đơn giản thôi, sống đơn giản thôi đó, người con Phật vừa đủ thôi. Đức Phật dạy thiểu dục chi túc đó, sống vừa đủ. Như vậy thì mình có phước, mình làm phước thì tạo nên cái niềm hạnh phúc an vui cho mình. Hạnh phúc thứ ba mà mình không biết đó quý vị, là hạnh phúc thiếu thảo cha mẹ đó. Mà thế gian mình khi ta quên, lâu lâu ta quên, ta lo cho mình, lo cho vợ mình, lo cho chồng mình, lo cho con mình không à, ta quên tới cái người sanh ra mình. Bởi vậy coi ông chồng á thì đổi lên trên á, còn cha mẹ chồng thì đạp tuốt ở dưới. Coi bà vợ đổi lên trên, cha mẹ vợ đạp tuốt ở dưới. Hỏi ai, ai mà sanh ra ô xin cho mình xài, ô xin là vợ đó ai sanh ra tài lọt cho mình xài, tài lọt làm chồng xài cái gì cũng xài, chừng phải tài lọt còn gì nữa, cái gì cũng làm chứ không phải ô xin còn gì nữa. Ở nhà việc lớn việc nhỏ gì cũng làm cho nha, giải củi nấu cơm giặt đồ cũng làm chứ không phải là ô xin còn gì nữa. Còn đi mua đồ mua đạc cái gì cũng kêu chồng, không phải tài lọt còn gì nữa. Bởi vì ai sanh ra tài lọt cho mình xài, ai sanh ra ô xin cho mình xài, không có phí đào tạo nha. Bây giờ người ta phải có phí đào tạo đâu đó đàng hoàng, trên tháng nhiêu tiền đó một phí rồi đó, ta đào tạo ra được cái nhân viên. Mà nhân viên đó chưa ngon nữa, chưa hết lòng hết mình, chưa có trung thành nữa, cái độ trung thành còn thấp nữa nha. Còn giờ sanh ra người vợ người chồng độ trung thành rất là cao, làm việc rất là tích cực hiệu quả là bậc nhất. Ai sanh ra, ai đào tạo, ai bỏ tiền ra đào tạo bao nhiêu năm, lên đại học cao đẳng rồi tự nhiên về chân hai tay cho mình xài. Vậy mà coi cái người mà ta bỏ tiền ra đào tạo, ta bỏ công ta nuôi nấng, ta bỏ ra được hết trơn á, ra tài lọt với ô xin, coi thường quá cái gì, sao được. Rồi cái người á mà đã sanh ra mình, đào tạo cho mình, dạy dỗ cho mình, khổ đau cho mình, hy sinh cho mình không nhớ luôn cái gì, mà nhớ ai không à, nhớ ai, ai nhớ bây giờ, nhớ ai. Bởi vậy hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, tôi hiểu không hiểu vì sao tôi buồn, bắt đầu làm thơ nha. Bởi vì ta thấy người con gái đẹp, ta làm những dần thơ, nên có bao giờ ta làm một cái dần thơ cho cha mẹ ta chăng, đó quý vị. Cái đó trong cái bài thơ gì nói đại ý vậy thôi, đó quý vị, bài thơ Thanh Nguyên cái gì đó, đại ý gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy
là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất thế gian, nãy ta nói rồi. Thứ nhất cúng dường tam bảo có phước nha. Thứ hai chăm sóc bệnh nhân, người ta bệnh ốm đau bệnh ta có cái gì mình lợi, mình chăm sóc người ta, mình lợi mình cho thuốc cho thang, ốm đau có gì phước dữ lắm. Nên người nào mà gọi là mình là volunteer trong bệnh viện thì bằng gì đó, mình là volunteer chẳng trong bệnh viện đó, tức là mình xin phong vô mình chăm sóc bệnh nhân của các cái bệnh viện mà người già neo đơn rồi đó, thiện nguyện đúng không, tức là người thiện nguyện mà làm ngành y đó, ta volunteer trong đó đó, à, tiền vô tới chồng làm chồng phước dữ lắm. Ta khổ ta đau ta bệnh ta đau không ai chăm sóc, vô nấu tô cháo cho ta ăn. Bữa trước nha, vô có cô kia cổ đau bụng có gì ở trong trại dưỡng lão đau bụng không ai lo chứ. Mình vô mình thấy vậy mình sáng hai tay lên mình lấy nắm gạo gan mình gan lên rang lên nấu cháo đậu rang hấp của gì tỉnh liền, tỉnh tại không ăn gì mấy ngày chịu nổi, ăn gì bữa ăn gì mới không dám ăn gì nha, nấu gạo gan kho miếng kho quẹt ăn dít miếng gì mà trời ăn hết chán gạo chút xíu tới chịu tỉnh luôn uống thuốc hết bệnh luôn cái gì ta trời ôi thầy sao mà thầy mát tay quá, thầy hay quá, hay gì đâu cháu gạo gan được có đâu thầy, tại vì ba bốn bữa không ăn nằm liệt giường được chứ ăn con cháo mọc ngồi gì tính bớn đâu, cái gì cái đó gọi là tuột đường máu à, đường glucosa đường sắcosa là trong đó tuột xuống, bây giờ mình nắm đường mình kéo lên lấy giờ nghe nói đường mới nhớ tiếng Anh nó có một cái chữ là chữ tiểu đường á, cái gì tiểu đường tiếng Anh nó là diabetes. Nó mà đai bay cái mỏ dấu tiếng Việt vô cái thành ra được được dạ cái khổ làm khi tiếng Anh chứ không sao mỗi ông nói nó mà tiếng Việt tiếng Anh á tiểu đường là đai bay là tiểu đường mà bay bay cái mỏ dấu vô tiếng Anh cái mỏ dấu vô cái thành ra tiếng Việt khổ lâu lâu bởi vì học tiếng Anh á kiếm cái chữ nào hay ho không học mà kiếm mấy cái chữ đó học không nên bây giờ nguyên chùm bò mấy chữ vậy không nói ra rồi ta chịu không nổi nha. Nói hồi đó, à, anh Hùng tôi không? Anh Hùng tôi làm gì hả? À, if you like, I am afternoon. Gì đó, gì? À, nếu bạn thích tôi chiều, dịch ra. À, if you like, I am afternoon. Vậy đó ha. Có tiếng Anh phải nói vậy không ta mới sợ. Chứ còn nói bình thường ta đâu sợ mình nói. Nên nói viết rồi ngạn nó không hiểu mình nói cái gì. Rồi mình nói mình còn không hiểu cái gì, nó không chi ngạn nó hiểu. Phải không? Thôi miễn sao mình vui, nói vui. À, vậy được rồi. Như vậy thì hiếu thảo cha mẹ. Đó, cái gì ngày xưa ta chồng có chữ hiếu lắm, hiếu cảm đến trời á, hiếu mà tới cảm tới trời, hiếu cảm tới đất. Cái người nào có hiếu có cái gì quỷ thần phải sợ cái người có hiếu, nên ngày xưa mà ta tiễn quan trường đó là tiễn người có hiếu không à. Ta lẳng lặng đi điều tra nha, ông nào sắp sửa lên làm quan học tiến sĩ nha, coi nguyên rồi đó, thi hương thi định thi hội rồi nha, là người ta đi điều tra, không phải điều tra lý lịch đâu, điều tra ông này ông sống với cha mẹ ông như thế nào, sống với anh em trong nhà ông như thế nào. Nếu mà cha mẹ anh em ông thương, ông sống đàng hoàng thì ông mới sống đàng hoàng được với dân chúng, quan phụ mẫu mà. Cha mẹ ông không thương anh hướng thương dân hả, ông lột cho sức gia dân luôn á chứ thương cha mẹ ông không thương nữa làm sao ông thương dân. Nó ta tiễn quan trường ta tiễn bằng chữ hiếu đi ra, ôi thấy không, nghe người xưa người ta tinh tế như vậy đó, tiễn từ chữ hiếu đi ra. Bây giờ cũng vậy nữa, bây giờ nó lo cho dân trong nước, cha mẹ mình không thương về lo dân trong nước, anh nói xạo chắc cha mẹ còn không thương có sự đàng hoàng lo cho ai đó, mình thấy chưa. Nên cha mẹ mình đã biết Phật dạy cái gì chữ hiếu ở trên Du Lan, đã biết Phật dạy người ta sống trên đời này nó là phải có hiếu có thảo, dẫu cho giác cha mẹ giáp dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ân thâm thiên đền, núi Tu Di nó lớn lắm, của mình ở trong cái mày cái đại cái tiểu vũ trụ ta đang sống á, bởi vì có tứ đại thần châu chứ, Bắc Cù Lâu Châu, Tây Ngô Quá Châu, Nam Thiện Bội Châu, Đông Thánh Thần Châu, bắt cái đỉnh núi Tu Di ngay trên giữa đỉnh núi gì mình không nhìn thấy được đâu, con mắt thường mình không nhìn thấy được, người ta có thiên nhãn không nhìn thấy. Bắt từ đáy địa ngục lên tới cõi trời phủ đảnh lớn tới cỡ đó, mầm giác cha mẹ giác dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chiêu đền, tại sao vậy? Tại cha mẹ hy sinh hết cho con cái, hy sinh hết còn gì nữa mà nó có cái gì nhỏ hơn hy sinh hết không? Nên ta định nghĩa mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi,
là cho đi không lấy lại bao giờ. Còn con nó cho nó kể vậy nha, nó ngồi nó kể, nó kể lên thành cái clip luôn đó, nó phải viết ở trong chương trình Excel á, nó chạy trên môi trường á là Windows á, à, nó viết vậy đó, Excel mà mấy cái trang nó tràn luôn á, nó giúp cha mẹ nó kể từng một á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ở sang xứ gì, liễu chí ba triều sử, dài xuống, nó kể cái gì không anh chị, nhưng mà cha mẹ cho con có kể không? À, ta cho mày cái nón, ta cho mình bộ đồ, ta cho mình chén cơm, cho mình áo, có kể không? Không bao giờ chưa thấy cha mẹ ngồi kể mà thấy con ngồi kể không, không có nhìn thấy không? Nên gọi là mẹ thương con, biển hồ lai láng, còn con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Có thiệt đó quý vị, ông bà mà nói không phải ông thiệt đâu, dân gian nói là ta đã trải nghiệm qua cuộc đời nhiều đời nhiều kiếp rồi ta nói. Đó, nên nó hiếu thảo cha mẹ là phúc báo lớn nhất. Nên cha mẹ mình lo cha mẹ chút xíu là lo thuốc, lo quần áo, lo miếng ăn, lo giấc ngủ, phước đầy hết trơn mà không thấy bao bọc xung quanh mình. Nên mình lợi nhà cha mẹ mình thăm mình để ý rình rình trong hũ gạo. Nếu mà hũ gạo lưng xuống cái mình bơm vô, lưng xuống mình bơm. Cái tay cái má trống trơn nó mua chiếc nhẫn mình bơm. Cần cổ má trống trơn nó mua cộng dây chuyền 2 chỉ, 3 chỉ bơm. Nghe không? Túi má hết tiền đó mình bơm vô, tờ xanh 500 không bơm vô, đầy túi phước dữ lắm. Má ơi, nghe không? Hồi nhỏ kêu má ơi cho tiền cho con, đi xa con nhớ mẹ hiền, nhớ con mẹ nhớ rỡi tiền cho con, phải không? Đó mấy ông đi học rồi nha. Còn bây giờ á tôi cũng kêu má ơi ba ơi có thiếu gì không con cho, thấy không? Có thiếu gì không con cho, có thiếu gì không con cho, có gì chỉ mới là đạo làm con chứ có gì. Nên ông bà mình nói là cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. À, không có gì. Nên chịu hiếu phước vậy người ta không chịu làm. Ta đi kiếm phước ở đâu không? Đi qua Campuchia hay gì không làm đó đó. À, không có gì. Còn ở cạnh nhà mình nè, ba mẹ trong nhà nè, không có gì mà người ta không làm. Rồi có nhiều nói là ba mẹ con cấm kỳ quá thầy ơi, thương người này không thương người kia. Con hiếu con không nổi nữa. Ba mẹ mình thương người này hơn người kia là tại vì không thiếu nợ ít, thiếu nợ nhiều không thôi hả? Không có gì, cái người nào thiếu nợ nhiều, thương nhiều, cho nhiều. Biết người ta thiếu nợ người đó nhiều đó, ổng thương mình ít, cho ít, biết là ổng thiếu nợ mình ít, mình phải mừng. Nếu mình ít, nên đừng đầu nhiều, thiếu ít đầu nhiều, vô lý mà. Ta thiếu nhiều, ta đầu nhiều, thiếu ít cũng đầu nhiều. Rồi chứ có cô Phật tử bệnh viện Chợ Rẫy mới đi ra. Là má, con ở mày trong bệnh viện, chụp lòng oxy sao ngoài này còn chạy xe bay đây. Mày chạy chiếc ít 180 triệu mới cáo à, chạy dài đất má đậu xe lên. Thầy ơi thầy, má con có chết con còn không vô thăm nữa chứ đừng có nói mà má con bệnh. Là ủa sao con nói kỳ con? Con hận má con đó. Ở làm gì hận? Thầy biết không? Con ẩm mấy đứa em, con có ba đứa em, con người chị hai ẩm nó chai cái lưng là chờ giữa đường nó kéo áo lên cho coi chai ta thôi nói vậy hiểu gần kéo cái gì nữa à, vậy kéo lên ẩm chai thôi chai nó ra ta tiếp còn dở lên giữa đường giữa xá đâu đây à, coi đi khổ lắm rồi. Ba con để lại cho 10 công đất vậy mà nó tàn nhẫn cho đứa em con đứa ba công là ba xào đó, cho con có một xào một à, đối xử con tệ bạc, đối xử con tàn nhẫn. Con hận má con lắm, con gì con không tâm gì hết trơn mà. Trời ơi, tính đâu gì. Vậy chứ ba cái nhà lầu đó ai sắm? Ta con với chồng con làm sắm cho ai? Cái bằng tiến sĩ đâu? Bằng thạc sĩ chưa học tới tiến sĩ. Cái bằng thạc sĩ đâu? Bằng thạc sĩ con học chứ đâu? Mới sanh ra bóp mũi tới giờ có bằng thạc sĩ chứ có ba cái đó không? Nếu không bóp mũi thảy ra ngoài đường hát cái bài tiền khô trái túi chứ đừng có nói mà ở đây có ba cái nhà lầu với mà có bằng thạc sĩ nghe con. Má của con dãy nắng dầm sương mất ăn mất ngủ lo cho con á. Ba thì mất chết sớm thì phải mình phải đồng lòng với mẹ của mình nuôi em đó là bổn phận là trách nhiệm. Không có gì. Má con không nuôi con làm gì sao con có bằng thạc sĩ, làm sao có ba cái căn nhà lầu đường mặt tiền. Mà bữa nay chạy cái xe SH chạy mà xì khói mà sau lưng xe phiêu trời thì xe gần chết không kịp kìa. Thấy đâu
không có vậy con. Vậy là nói thì câu con là chúng ta thách thức. Nói câu cái tổn phước hết trơn, nói câu thả thức hết trơn, thầy chửi con. Đâu có chửi, chỉ nói thách thức với tổn phước thôi à. Thầy nói thầy còn chỉ vô mặt con nữa. Không chỉ vô mặt con, chỉ vô ai. Nói luôn. Bởi vì không lẽ mình mà tu quá mình nói lớn tiếng cũng kỳ. Mình nói phải nhỏ tiếng, mà mình nói nhỏ mình phải chỉ thẳng. Nó mới đúng mục tiêu. Chứ nói lớn tiếng á, thì nhầm khi ha, là nó nghe. Còn bây giờ mình phải chỉ luôn, nói nhỏ sợ nó không nghe. Mình phải chỉ thẳng chứ mình chỉ thẳng. Nè, thất đức, tổn phước. Trời ơi, mẹ mình á, thiếu nợ với đứa em mình trả hết đi. Chứ hơn nữa mẹ mình thương ai thương nhiều. Tự mẹ mình có cái sự cân đo đong đếm ở trong đó. Mình có ba cái nhà, trong khi ba đứa em mình á, chưa có đứa nào có cái nhà. Chứ mình thấy không? Nhà có tự con sắm, tự con sắm, cứ nói quanh quát, tự con sắm, tự con sắm. Không có mẹ nuôi tới lớn, không có học hành ngon lành. Phó hiệu trưởng đó, phó hiệu trưởng đó, học ngành education đó. Education là giáo dục á. Mình đau lâu nói tiếng Anh vô cho nó quách. Education á, giáo dục, học ngành giáo dục. Mà mình không có dục để giáo. Nói mẹ mình nói gì, bà nói gì. Nhắc tới cái tự nhiên mồ hôi mình nó chảy ra. Nhắc tới chảy ra thôi, không nhắc tới ngồi thiền định cho nó xong mua Phật. Rồi nhắc chuyện thế sự, nhắc hoài, nhắc không xong. À, vậy rồi cái thứ tư đó, có gì chữ quà. À, quà là gì? Quà, nước, quà với sữa. Ở đâu có chữ quà là nó tốt đẹp chứ không có gì. Nên ở trong nhà Phật có luật quà. Là sáu pháp hòa kính, hòa là nhường là nhịn á, nhường nhịn với nhau đó, gọi là hòa. Ở đâu hòa người này nói người kia nhịn, người kia nói người này nhịn đó, hòa nhau đó. Quý vị còn không hòa nhau phải không? Quý vị có cái gì mà tốt hơn hòa bình không? Có chữ hòa đó không? Không hòa bình đó à, cái đó là chữ hòa đó phải không? Hòa hợp, hòa bình đó, dân dân. Như vậy thì chúng ta thấy á, là cái người này người kia đừng có chống trái lẫn nhau, sống như nhau trên đời có nhiêu đâu mà cứ chăm ngồi chăm lửa chống trái lẫn nhau cái gì. Nên ai giữ được cái chữ hòa, anh nhường em nhịn, sống hòa kính thương yêu à, lẫn nhau. Trong gia đình mà bất hòa rồi cái gì là không làm ăn gì được, công ty bất hòa không có làm ăn gì được hết trơn á. Cái gì nên làm gì làm chúng ta phải hòa, phải thuận với nhau, nhất là anh em cha mẹ trong gia đình giữ tình thiêng liêng mà hòa thì người đó khôn đó, gia đình được an vui hạnh phúc, mà an vui hạnh phúc làm gì cũng được. Còn bất hòa cái một cái gì là tan rã hết trơn à. À, mà muốn hòa thì phải làm gì, phải nhẫn nó mới hòa được. À, phải nhẫn mới hòa được. À, nên á, nhẫn là gì, là sự chịu đựng của tâm, đừng bộc lộ ra phía bên ngoài, để cho trời yên biển lặng, phải không? Nên là nãy ta nói là chữ nhẫn hòa. Từ nay con cố giữ nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Đi lễ cúng cơm mà cũng nhất chứ. Hai vợ chồng với đứa con ăn ba mâm, quý vị tin không? Là sao vậy? Sao người ăn mâm này người ăn năm kia, người ăn mặn người ăn chay hả? Là không có ăn chay chứ thầy ơi. Không ăn chay sao người mâm này nè. Nặng ai nấy ăn, nặng ai nấy làm. Thấy gia đình bất hòa ấy. Không ai nói chuyện ai chứ mình lại mình cúng cơm. Cúng cơm này cúng cơm á cho ông chồng. Lại cúng quý kỵ đó, lại rước thầy nhà tụng kinh. Gặp ba người ba cái mâm cơm, ba góc người ta nói vậy mình về vô thấy ở nhà nó lạnh. Nó lạnh như mới bị hàn băng chưởng. À, vô cái nhà nó bị hàn băng chưởng. À, vậy trong phim kiếm hiệp của Kim Dung. Bây giờ có coi kiếm hiệp Kim Dung không? Võ Lâm của bá anh Hùng Sa Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, cô cái đầu lâm chính ngợi cho hồ lộc cũng ký rồi đó. Đó cái gì coi phim chiến hiệp là biết cái môn gọi là môn hàng băng trưởng, vô nhà bị nhiễm hàng băng trưởng. Ôi không có quà gì trên á, cái gì thôi bỏ qua đi, thứ tha đi, khoan dung đi, độ lượng đi. Đạo pháp thường hay dung với quà, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên giá nào cũng nhịn cho nha. Nhịn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết.
nhẫn nhịn nín thôi à, cứ vậy cứ mình làm tới là kệ nó ai làm gì làm giá nào à, thì ta phải dừng lại à, không nhẫn là gì, nhẫn là sức chịu đựng của tâm mình trước tất cả các hoàn cảnh nó xảy ra nên mình dừng lại, nhẫn biết dừng lại cái cấp độ của cái tâm mà cảm mà xúc mà không có thỏa mãn đó, tức là cảm xúc tiêu cực đó, nó có ba cấp độ. Cái cấp độ đầu tiên là cấp độ manh nha, cấp độ thứ hai cấp độ lớn chiếm, cấp độ thứ ba là cấp độ tương tác. Manh nha là gì? Nó mới khởi lên trong lòng mình chút xíu thôi là manh nha, rồi nó lớn chiếm hết tâm hồn mình thì nó ra mặt của mình luôn. Ví dụ như tâm sân nha, nó mới nổi lên chút xíu thôi manh nha, lớn chiếm hết tâm hồn mình luôn, thấy mặt mình đỏ. Cái đó là cái cấp độ thứ hai, cấp độ lớn chiếm. Cái cấp độ thứ ba, cấp độ tương tác, nó nhảy ra bên ngoài, nó chửi người ta, nó mắng người ta, đánh người ta, đập người ta. Nên cái người mà muốn nhẫn á, là ta, cái người nhẫn cao cấp á, là ta sẽ nhẫn từ khi nó mới mở phóng lên thôi. Là ta hít hơi thở dài, ta niệm Phật, ta đánh tan cái mở móng nó lên rồi. Bây giờ ví dụ như mình thấy á, ai nói mình nghe tí nghịch lòng nha, ở trong tâm mình nó nhảy lên chút xíu cái tâm sân thôi, ta hít hơi thở dài nha. Cái chiêu này là của một thầy bạn dạy, ổng đi Ấn Độ, ổng về ổng dạy. Ổng là tôi có một cách đó, là quá giải cái tâm sân, hay lắm ông ơi. Gọi là quá giải tâm sân hay làm sao? Ông là ai cũng có tâm sân, con người mà ai có tâm sân chứ mấy. Nhỏ nhỏ bằng sân nhà, lớn lớn bằng sân chùa, bự bự nó lần bằng sân bay à, nên, người nào cũng có tâm sân chứ á. Nên bây giờ đó, quá giải tâm sân sao? Ông là quá giải tâm sân, câu niệm Phật hay lắm, hỏi sao? Ông là hít hơi thở dài nha, dùng ma hết sức là 10 phần công lực, hít hơi thở dài lấy hơi châu thanh, lấy hơi phượng hàm với châu thanh đấy vô. Bắt đầu mình niệm nha, đó mình ghim thẳng vô, nhìn thẳng vô cái tâm sân của mình đó, mình niệm A Di Đà Phật, niệm liên tục ba, continue, mình niệm liên tục nha. A Di Đà Phật, nhưng mà mình không được quyền thở. Tất nhiên là khi mình niệm đó nó tùy âm dương, thở á nó có âm có dương, mình không thở nó tùy âm dương phiền não nó đoạn theo. À nha. A Di Đà Phật. Chừng nào nó hết tâm sân mới được thở. Còn nó không hết chẳng thà chết chứ không cho nó thở. Vì thì á, con người ta có cái đấu tranh sinh tồn, nó bao giờ nó cũng sống, có nghĩa là phiền não nó sẽ cắt ngang đó, nó sẽ tan ở tại chỗ đó, do nó cái đấu tranh sinh tồn nó lớn hơn cái phiền não phát sinh của cái giả và sanh diệt của phiền não. Đó là môn khoa học về tâm linh ta đã chứng nghiệm. Yeah, rồi quý vị nên hít hơi dài dài, hít thở mà mình niệm cho đánh tan cái phiền não của tâm sân, mình sẽ nhẫn nhục, mình vượt qua đó. Quý vị giàu cỡ nào người ta cũng vượt qua, chứ cái đó là hít hơi thở dài xong mình niệm A Di Đà Phật. Nên ngài A Chanh Cha của Thái Lan là vị thiền sư rất là nổi tiếng vào thời đương đại bây giờ đó quý vị. Ngài nói là khi một người nào đó gây cho mình phiền não thì đừng bao giờ nhìn cái mặt của người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình mà quá giải, thì người đó mới là người tu học. Tu thiền đó, đó tu thiền nó ý thức tỉnh giác, chuyển hóa khổ đau. Tức là ngài A Chanh Cha là nổi tiếng lắm, ngài A Chanh Cha có cả thiền đường ở tại Mỹ luôn. Đó, cái thiền đường nó lớn bằng cái giảng đường mình đây luôn nè. Ở trong chỗ nó im re phăng phát không nhúc nhích. Cái bồ đoàn để dài là ánh sáng dịu thôi, mình vô ai vô giờ nào cũng được, ra giờ nào cũng được. Bản người ngồi kế bên không nghe cái bước chân người kia ra vô, không nghe thở luôn. Ai vô giờ nào tu được ta ngồi đó, đi tu xong cái ta đứng lên ta đi ra nguyên cái đường đường nha, mở cửa 24/7. Là gì? Là mở 7 ngày trong tuần luôn á, mà 24 tiếng hồ, gọi là 24/7. Thuật ngữ này là thuật ngữ trên thế giới à. Ai mà học business chưa? Học business mà mới biết thuật ngữ này. Đó, không có gì. Như vậy thì chúng ta có 5 cái chữ làm nên hạnh phúc mà mình phải gán giữ ghi lòng. Thứ nhất là biết tội, bỏ đi không có làm, nếu lỡ làm sám hối, vượt qua. Cái thứ hai á, tác phước, làm phước cho nó nhiều, đừng để tổn phước của mình. Đó, không có gì. Cái điều thứ ba là phải hiếu thảo với cha mẹ của mình, đấng sanh thành dưỡng dục. Sao đi nữa, có gì cỡ nào đi nữa thì cha mẹ của mình cũng đã có công ơn trời biển với mình. Nên đối xử tốt, xử xấu, thương nhiều, thương ít, sao để mình bỏ qua hết. Mình phận làm con, mình phải lo tròn, hiếu kính, hiếu thuận đối với cha mẹ của mình.
Thứ tư là mình phải hòa kính với anh em trong gia đình, ra đường phải hòa nhã với mọi người trong cái cơ quan xí nghiệp hay là hàng xóm là partner neighbor rồi đó, là mình hòa nhã với người ta hết cho im đẹp hết. Cuối cùng là mình phải nhẫn, phải nhịn. Cái gì đến với mình thì đừng có bao giờ để cảm xúc tiêu cực nó lớn chiếm tâm hồn của mình. Phải đặt cảm xúc tích cực là ban cho ta sự thỏa mãn mọi người xung quanh. Đồng thời chúng ta dùng câu niệm Phật, dùng thiền để ta hóa giải tâm phiền não của chính mình, thì người đó sẽ được an vui hạnh phúc đời này và những kiếp về sau. Quý vị, người con Phật chúng ta cần chú ý mày suy nghĩ chút, rồi về nhà chúng ta thực hiện trong cuộc sống. Một thời gian sau, phước thì tăng, tội diệt, tóc xả mê đồ, sanh vào cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Bây giờ cũng hết giờ rồi, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử, nhất là chúc cho thầy trụ trì đảm trách cái trách nhiệm trụ trì trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng, tức là cái vị trụ trì đó hãy làm tròn cái sứ mạng của nhà Phật giao phó cho mình, là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, làm dâu trăm họ. Quý vị, làm sao họ nào cũng vui, chứ có họ vui họ không là trụ trì chưa được. Trụ trì làm dâu trăm họ, họ nào cũng vui, vậy là được rồi. Và chúc cho quý vị có một đêm thật là an lành trong ánh đường quang mười phương chư Phật. Chúc có anh chị em nghệ sĩ đến đây để hát, để phục vụ cho bà con ở đây như là cái niềm vui mà thầy trụ trì đã nhận cái lãnh cái sứ mạng làm trụ trì chùa Vũ Lâm ở Hàm Thuận Bắc của chúng ta trong ngày mai đây thôi. Thì đêm nay chúng ta có cái phước là về đây những cái mái nhà chung của Vũ Lâm của mình, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức cúng dường của quý vị cũng như công đức tính pháp nghe pháp tu tập của mình, hồi hướng cho toàn thể quý vị và gia đình bạn bè luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Hồi hướng cho chủ quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp, tịnh độ siêu sanh. Hồi hướng tất cả hương linh, ký tự, ký ảnh nơi nơi này được vãng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, như các vị chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn đều được phước linh mà sanh về cảnh giới an vui. Và cuối cùng xin chúc quý vị có một đêm thật là an lạc. A Di Đà Phật. Ý đâu rồi? Nha thầy trụ trì đâu rồi? Đợi thầy trụ trì ra xin hát cho quý vị một câu tặng, như là tặng để tặng thêm thôi. Bài luôn ha. Hồi xưa đó thầy tu trên núi á, rồi sau đó mới đi xuống ở dưới đồng bằng, rồi sau quay lại trên núi mới viết một cái bài hát như là tâm sự thôi. Cái bài đó gọi là bài Trở Lại Thất Sơn, tức là núi Thất Sơn. Mời rè quá, mấy bữa nay á với A Di Đà giảng suốt từ sáng đến chiều đến tối, sáng đến tối hơi rè, cái giọng cũng không có được như Minh Cảnh Chí Tâm rồi nha. Quý vị cũng hoan hỷ, má cái lương nghe không biết hát nhạc à. Bài Trở Lại Thất Sơn do chính thầy sáng tác. Xong việc thế ta sẽ trở lại thất sơn Mm-hmm.
kiểu xương tiếng nhạc não nùng, đường về sơn cắm chập trùng xương gieo, ứ về phong cảnh vắng teo, trời xanh lộng gió trong gieo anh thình. Đường xu leo bốn bề heo gió, dốc đá chân dân bên cạnh đi sớm mưa chiều nắng, danh lợi bạc vàng như một giấc mơ tiên. Giọt mưa buồn còn rơi nhẹ ở mây, dư lệ tiền nhau đi biết bao giờ trở lại. Nhớ người xưa cho tâm hồn tê tái, giữa chốn sơn đài biết họ sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Bù Long, chúng con thành tâm bái tạ ân đức của Thượng Tọa Giảng Sư. Ngài không quản ngài đường xa xa xôi đã đáp lại lời thỉnh cầu của Bổn Sư chúng con về đây ban bố cho đạo tràng chúng con những dòng pháp nhũ vô cùng quý báu. Ngọ hầu chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu thân học đạo, và đạo tràng đã thành tựu viên mãn. Chúng con nhất tâm nguyện cầu mười phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng gia hộ cho Thượng Tọa Pháp Sư pháp thể khi nam chúng sinh dị độ mãi mãi là con thuyền thanh lương, đưa chúng con đến bờ thơm hương. Nam mô Hoa Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tạc Đàn Chỉ Minh. Nguyện đem con đứng đầy hương về không tăng cả đề tử.